Còn mứa bằng này không? Hello mọi người nha. Nay Lộc quay lại hồ Sình Voi săn hàng. Cái điểm này là hôm bữa cách đây khoảng tháng mấy, 2 tháng Lộc câu cá mè trắng này. Với lại Minh Hưng đóng một con to lắm đấy, bị tột mất. Cái điểm này bây giờ nước nó cạn rồi, cạn hơn so với đợt trước chắc khoảng 7-80 phân, có khi gần mét đấy. Và cái điểm này bây giờ là thấy có nốt người câu. Đấy, nốt người câu có vẻ là cũng rất hay câu đợi điểm này. Lộc tính câu chỗ này nhưng mà thấy có những người ta hay câu là thôi không câu nữa. Và Lộc chạy lên trên này một đoạn. Đoạn trên này thì nó có nhiều cây hơn, cây nhiều hơn nhé. Cái điểm câu đây. Lộc sẽ bơi ra bẻ và dọn sơ sơ chỗ lắm này tí để dính cá, dìu bắt cho nó dễ. Câu vài ổ Lộc trước xem thế nào đã. Nếu mà không ai xuống câu cái bãi kia, Lộc sẽ xả thêm bên kia ít mồi để câu kết hợp câu lăng xê luôn để săn cá chép. Hồ này mà đụng cá như cá chấm hoặc là cá mè thì gọi là hàng khủng. Cá chép thì cũng có cá chép to nhưng ít, chênh lệch 2-3 kg, 3-4 kg, cái tầm đầu 10-7-8 thì có nhưng ít lắm nhá. Bây giờ Lộc sẽ thủ tục ra cần lục và thả mồi. Ưu tiên săn cá chấm với cá mè, Lộc cho mồi tương đối nhiều, thơm, chua thơm nhá. Trong này có thọng bắp, cám gạo để tạo xương hấp dẫn cá mè, cám gà, cám gạo, thọng bắp, khoai lang. Đấy, Lộc mua 10.000 cám gạo, 10.000 cám gà trộn hết vào đây. À, trong này có thêm 2 lọ dầu chuối với lại có khoảng tầm 2 ký khoai lang ủ chua nữa nhé, tăng vị chua thơm. Hy vọng đụng được cá chấm hoặc cá mè to. Tàn thì cũng có khả năng đụng cá chép. Ok nhé. Giờ sẽ ra đáy căn cữ và thả mồi. Sáng mai sẽ vô bắt đầu câu. Đã căn bàn thả mồi xong nhé mọi người nhé. Cái chỗ này dính cá rất là nguy hiểm luôn. Cái chỗ này nó vực xuống. Mà chỗ này hồi xưa Lộc đã câu rồi. Chỗ này gốc cây cà cao luôn đấy. Cách bờ khoảng tầm 20 mét. Cái chỗ này nước nó chảy từ bên phải sang bên trái. Cây nhiều lắm. Đánh khoảng cách đó là cũng đóng cá là cũng hơi mạo hiểm rồi đấy. Dính cá là phải câu hết cỡ luôn đấy. Cái chỗ này nó nguy hiểm hơn phía bên này. Cái phía bên tay phải, bên tay phải bữa câu cá mè phía bên đấy nó ít cây hơn chút. Ok, giờ về thôi, khả năng ngày mai, hy vọng ngày mai hoặc ngày mốt sẽ lên hàng. Lộc đánh bầu phao 30 thôi, đánh khoảng cách khoảng 20 mét, cách bờ 20 mét. Lộc dùng cái cánh nhỏ này. Bây giờ cũng có gió rồi, tí chắc chơi trưa nó sẽ gió mạnh, cứ đánh đầu cánh nhỏ nó đỡ gió hơn, cũng phải đánh, không phải đánh xa. Nếu đánh nhẹ nhạy thì cứ cho nổi qua mặt nước gần này thôi. Xuống ngập phao này là cá to rồi đấy. Tam 12. Dây lin là vẫn là số 6074. Dòng tam này cái họng nó rộng, lưỡi cúp xuống, bò cá rất là tốt, rất khỏe. Bây giờ bắt đầu sóng gió, ở vùng Đắk Nông kiểu gì nó cũng bị gió.
sáng sớm có khả năng là không có gió, nhưng mà thường thường cứ tầm 9-10 giờ là bắt đầu có gió. Mấy cái hồ lớn lại nó có một cái đặc điểm là nước chảy. Lộc vẫn đánh trục dù nhé, trục dù cá kiếm 3.0. Bác thấy không? Bắt đầu gió rồi đấy nhá. Gió thì không sợ lắm, gió này là gió nhẹ, chỉ sợ nước nó chảy mạnh. Nước nó chảy mạnh là phao nhiều khi lại không nổi lên nổi luôn đấy, phao chìm nghỉm ấy, không câu được. Bây giờ quàng cần ôm lục luôn, có khả năng không phải thả mồi nhé mọi người nhá. Mồi đánh tàn thôi kệ. Hôm nay là bây giờ gần đèn trưa rồi, 9 giờ được, sẽ ôm cần đến tầm trưa luôn. Nếu mà không thấy gì sẽ bồi thêm mồi và ngồi hẳn đến ngồi luôn đến chiều. Hy vọng hôm nay sẽ lên hàng. Đang ngồi chỗ này này, thấy con rắn nó bò sang. Lục giật mình thì thấy nó chạy ngược lại, cái hồi nó chui vào trong này. Cái đuôi to gần như con út này. Nhìn thấy cái đuôi. Lúc mà nó ở bên dưới nghe thấy động ấy, nó cũng nhìn thấy nhưng mà hình như máng máng là thấy rắn. Cái một lúc sau nó bò lên đây. Nó tính bò sang bên này này. Lục rút cái cây tính đập nhưng mà không đập được. Nếu mà dân chuyên bắt rắn thì khả năng cầm cái đuôi kéo ra là có khi bắt được. Ở cái lục này từ bữa giờ thấy là cái rắn hai đi ngang lắm. Để bữa nào Lộc nghiên cứu cái bẫy, đặt bẫy khả năng là được. Vừa rồi được ngồi nghe cái âm thanh cái o thì ở bên kia người ta có hai thuyền đang kích điện nhá. Có hai thuyền luôn nhá. Nghe âm thanh từ đây lên đó chắc phải tầm 100+ mét. Mà nghe cái âm thanh ngồi đây vẫn nghe thấy nhá. Lộc zoom thử zoom coi có tới không nhá. Kích điện nghe cái âm thanh kinh thật, chắc phải 150 mét, gần 200 mét mà vẫn nghe thấy âm thanh của kích điện. Hai thuyền, một thuyền chạy ngược lên, một thuyền đang chạy xuống đây đấy. Kích điện kinh hồn thật. Cái điểm này mai sẽ kết hợp lăng xe luôn, hy vọng sẽ lên hàng. Lúc không lên thì lăng xe sẽ lên. Lộc có bác mồi nhử rồi, tí nhử sơ rồi mai câu lăng xê luôn. Ngồi ôm lục một lúc nữa xem thế nào. Tình hình là có cái thuyền kích điện đi gần đến chỗ Lộc, cái đâm ra ngoài. Người ta thấy mình câu là người ta cũng tránh đấy. Ai nhỉ, đang đi ngoài chỗ sai kìa. Đấy, thuyền kích điện nhé. Âm thanh của cái thuyền này, âm thanh của cái tiếng kích điện này, to lắm. Đấy, đợi cho ông đi xong là Lộc sẽ nhử bồi. Con rắn con rắn này, con rắn này ở đây, rắn này dài lắm nhá. Chỗ này rắn nhiều thật đấy. Ở trong cái lùm cỏ này cực kỳ nhiều rắn luôn. Từ bữa giờ đợt trước Lộc câu là cũng thấy mấy con to hết nha. Cái con vừa rồi cũng chạy ngoằng à, có khi cực ký. Bom lăng xê độ vòng to ra một chút. Đấy, đi nhử mồi tầm xa dùng cái bom này nhử mồi ok lắm. Ném kiểu này chắc mất khoảng 10 đến 15 phút mới xong được cái đám mồi này. Đấy. Lăng xê vừa nhử xong rồi, nhưng mà sau phao lục bây giờ nhìn không thấy đâu nữa rồi nhá. À, nước nó chảy quá mọi người. Nước chảy quá. Ui, dính vào cái dây gì đó. Dính vào cái dây câu của ai á. Dính vào cái bom nữa chứ. Ô lên luôn, kéo lên luôn này.
nước chảy mạnh lắm, phao chìm nghỉm. Này, bom lăng xê, bom độ, ui cái lưỡi này, bom này của một ai đó câu bằng cái lưỡi, lưỡi chui dài đấy này, lưỡi chơi chui dài dài này, cái câu cá rô á, chỗ này cây nhiều lắm, đứt đứt dây này, kéo được cái này lên, cá năng đỡ nhát này. Ok, cũng may mắn. Bây giờ là nước nó đang chảy mạnh lắm, cái ổ lục không thấy cá nó vào, khả năng là chắc lục quấn cũng đồ về thôi. Sáng mai kết hợp lăng xê nữa, nhìn này, bom lăng xê. Mai lục lăng xê kết hợp, hy vọng xác suất lên hàng sẽ cao hơn. Cầu cá hồ tự nhiên nó khó nên kết hợp lục lăng xê là phương án rất là ok luôn. Hôm nay Lộc quyết định một mình câu xuyên đêm luôn nhá, một mình săn hàng. Hôm nay sẽ kết hợp rất nhiều môn, một ổ lục, 6 cần lăng xê, trong đó 3 bom poly, 3 poly và 3 bom thái nhá, và thêm hai cái bẫy rắn nữa. Chỗ này săn rắn có khi dễ hơn đấy. Hôm nay là vừa săn cá là vừa săn rắn nữa. Thủ tục Lộc sẽ quăng lăng xê trước và thả ổ lục, sau đó sẽ đặt bẫy rắn. Câu đêm phải có còi hú, không còi hú cá kéo khó biết lắm. Kỳ vậy không kêu ta. Ok. Đấy, gắn còi hú. Năm còi hú Lộc đều bọc cái bịch bóng vào hết nhá. Đảm bảo không sợ sương, không sợ sương, không sợ mưa. Đấy. Ok. Câu ban đêm Lộc gắn ở trên cái khoen to, đảm bảo nhất luôn. Sáu cần lăng xê, thủ tục cần lăng xê đã xong nhá. Nhìn cây cần chất lượng không? Từ thấp lên cao, lên cao, lên cao. Thế là cá kéo có cong xuống nó cũng không vướng vào nhau. Lục cố tình để thấp, để cái dây cái cần ngoài cùng này nó sẽ thấp, sẽ đứng nơi dòng dìu cá. Hy vọng là khi dính cá là nó đỡ bị vướng. Ồ, mồi câu lục đấy nhá. À không, cái này là mồi câu lăng xê thừa này. Ồ, lục để trong cái bao này sẵn rồi này. Chọn thêm ít đất rồi, bơi ra thả này. Hôm nay đánh đợt này đánh hơi xa là phải bơi. Hy vọng cái đêm nay ổ lục không lục thì lăng xê sẽ lên hàng. Ổ lục thấy ít tâm lắm. Cái thời tiết này cá rất ít ăn nhá. Lộc cũng hỏi thăm một số anh em rồi, đại ca Lưu Duy Lược rồi một số anh em đó. Là cá chép rất ít ăn. Và không những cá chép, cá khác vậy, cả kể cá rô nhá. Cá rô cũng ít ăn luôn đấy. Mà có một ít, một bịch cốt dừa, lấy vẫn ít rồi, trộn vào ổ lục luôn. Cái vị là chua thơm nhá. Lộc kỳ vọng nhất là đụng đường cá mè nó sẽ to, cá mè trắng chục ký ăn ngon cực kỳ luôn đấy. Lộc sẽ trộn thêm ít đất, bơi ra thả mồi giống như mọi khi thôi. Cái khâu này Lộc sẽ không quay nữa nhá, để dành dung lượng pin để quay thâu đêm này, sáng mai nữa cơ. Giờ đi đặt bầy rặn nhá mọi nhá. Đã xong một cái bẫy đấy, không biết có hiệu quả hay không nữa cơ. Hy vọng đêm sẽ lên Hugo rắn. Bây giờ là 5:10 nhá, 5:10 mà trời âm u, trời như kiểu muốn tối rồi ấy. Mọi thủ tục xong hết rồi nhá. Lộc đặt bên này một cái bẫy rắn và bên trên là một cái bẫy rắn. Lộc sẽ ngồi ở giữa cái khu giữa này, nếu mà rắn nó vào là khùa động nó chạy sang, chạy trái chạy phải là khả năng là dính. Ổ lục là hiện tại bây giờ nước nó chảy mạnh lắm, nước nó chảy mạnh, phao chìm mặt dưới mặt nước không câu được.
Ôi, thế vật rồi. Vừa lên cá nhá mọi người nhá. Lâu lâu đi câu đêm, bữa xui quá, bữa nay nó mưa cả đêm ấy. Tính thay mồi nhưng mà lại lười không thay. Thế nó mưa quá. Nghĩ cá nó không ăn đấy. Cá chép đây. Đánh dí mồm thái nhá. Để vợt bên cái ổ lục. Không đưa sang. Quên mang vợt sang. À, khỏe lắm. Út à. Ngâm từ khoảng 4 giờ nhá. Bây giờ hơn 2 giờ là nó mới dính. Bom thái. Có hàng, ok. Giờ thay mồi cần này thôi. Lúc nãy nó rút vào cây nhưng mà vẫn ra được. Ok, thay mồi. Lộc tính tầm khoảng 12 giờ, 1 giờ đêm này thay mồi. Nhưng mà lười quá. Thấy nó mưa, nghĩ kiểu cá nó không ăn ấy. Nếu ăn thì còi đã hú rồi. Nên thôi kệ, không cần thay. Nó không ăn thì mồi vẫn còn nằm nguyên đấy. Bom thái. Xốp mũ bảo hiểm lộc cắt vuông vuông xong rồi bóp tay chứ không ngon, gọt tròn. Đánh bom này có cá mè, cá trôi, khả năng là dính luôn. Cái hồ này có cá mè, cá trôi nên đánh. Hôm nay lộc đánh 3 bom thái và 3 molly. Ổ cá nó vừa quẫy. Ok, cái mồi này có trứng ung nhá. Mồi này là có trộn trứng ủ à. Ưu tiên săn chép với trôi. Bây giờ là 2 giờ 38 phút rồi. Lộc vừa thay nốt luôn 3 cái cần bom thái. Bom thái rồi. Có khả năng là dễ hết mồi, bo ly thì không hết mồi được. Hy vọng từ giờ đến sáng còi sẽ hú tiếp nhé. Bây giờ là khoảng 6 giờ sáng rồi nhé.
6 giờ sáng rồi. Bây giờ hết mưa rồi, trời hết mưa. Lộc đi thăm mấy cái bẫy thôi. Cái giấc này cá rất dễ ăn, rất hay ăn nha. Cần đang xe rồi giờ rất là hy vọng. Hy vọng giấc sáng sẽ hú lần nữa. Còn đây, bẫy rắn. Không thấy gì luôn. Bên này có một cái bẫy rắn. Cái khả năng là rắn là móm rồi. Cũng không thấy gì luôn. Kỳ nhỉ, hay là do cái lưới nó to. Lần đầu tiên đi bẫy nó không có rảnh lắm. Khả năng là cái lưới nó không có chuẩn. Đêm mưa, lạnh, nước chảy. Câu lục rất là khó. Câu lăng xe có vẻ rất là nhàn. Ok hơn. Đấy. 6, 2. 6 cần lăng xe xem có dây nào nó bị trùng dây không. Vẫn đẹp nguyên luôn ấy. Cái dây này hơi căng ra một chút này. Cần này này. Lộc cân con cá này cả nhá. Hôm nay là ngày 23 tháng 12. Hôm nay là ngày sinh nhật của Lộc đấy. Ngày sinh của Lộc. Và đêm nay là có trận bán kết lượt đi giữa Việt Nam và Thái Lan. Coi như là có cá mừng sinh nhật rồi. Rồi, ok, thử lại. Cái hồ này cá nó cứ chênh lệch tầm bữa giờ bắt tuần cá chép chênh lệch 2,5 kg không à. Đây. Hai ký mười một à. Trần Thới. Không, mua anh em Cúc. Dân Hiểu. Thích làm thì làm. Cao Quang. Đứng đầu lọc lấy xương thôi. Dân Hiểu là có cái món này là món gì Dân? Chăn. Chăn quần quạ. Chăn à? Thế chăn à? Con này là bao nhiêu ký? 13 ký. 13 ký à? Đây. Đập được hay là lấy ở đâu? Xin của thợ rừng. Xin thợ rừng à? Còn đây con cá chép này. Lần đầu tiên làm món cá chép nướng. Lần đầu tiên làm luôn đấy. Dân lấy đôi nào sao? Tôi lần đầu tiên quần giấy bạc không biết, đừng quấn ra rách hết. Đấy, phải đi mua một quần giấy bạc 20 mấy nghìn đấy. Xong rồi tốn kém anh nhỉ. Đấy. Không được không? Gần như kiểu không có nước gì luôn nhá. Không có cho rau, không cho rau nhiều rau ra nước, nó sẽ mất ngọt. Giỡn nhỉ, trứng hả? Có trứng luôn. Đảm bảo chín mà con có vị xả, ớt, tiêu, tí bột ngọt, tí muối thôi chứ không cho gì nhiều. Ai có một tí tí gừng nữa. À, chiều nào giờ vẫn nghĩ ra là đi câu làm cùng với bạn con cuối. Đúng rồi. Thấy không? Nhớ không? Đúng không? Hỏi là sáng hả? Hấp dẫn nhỉ. Thấy không? Hôm nay rất nhiều món nha. À đây quên. Con cá chuối. Đây. Lấy ý tưởng cái hôm nhậu bờ hồ Long An. Bắp chuối nướng nha. Sẽ cuốn với cái thịt cá này ăn cực kỳ ngon luôn. Rồi, đúng chất nó phải như thế này này. Nhá về sang vị trí mà hai cộng rau cho nó rau không? Món rau vào nó đẹp màu. Đây này. Đấy. Cuốn cái này bọc té té ra rồi cuốn với cá. Đấy, từ từ làm miếng. Đấy, này. Rau là màu xanh màu đỏ rồi đúng không? Đấy. Người ta quấn á là người ta phải rỡ từng bẻ ra này. Cái này to quá anh tí rau này đó. To quá tới rồi, như vậy là vừa này. Đấy. Đấy. Không cần rau. Được luôn. Rau mới ngon. Quá ngon. À cho thêm tí rau nữa nha. Tí rau thơm. Rau thơm. Cực kỳ chất lượng. Ăn kiểu này rất là ngọt nha. Lấy ý tưởng là nướng khô ở hồ. Đây này. Ở đây. Mời mọi người nha. Quá đậm đà. Quá tuyệt vời. Mấy em à, ơi, thử thức món cá nướng lần đầu tiên làm có vẻ thành công rực rỡ luôn. Món nào có đây nữa? Vâng, cái đó ăn ngon lắm. Nhà em không bữa ăn cái ấy ngon lắm. Cái món này cá nướng kiểu này có thêm bắp chuối nướng thì là tuyệt vời luôn. Tới thử.
không, cứ xẻ xẻ ra nhìn giống như con mực, mực lá dài lắm, đảm bảo nướng kiểu này ngon ngọt. Mai mai mốt mà làm như thế là làm mực đấy. Muối tiêu chấm muối tiêu chanh thôi, không thì chấm nước mắm đây nè, muối tiêu chanh ngon này tới. Đây lá gạo làm nhân này. Trần Trần tới qua đánh con gà chép đấy là lành bình hay tì? Chắc nó đi nó máng vô mỏ đến bình bình hả? Đến tì nhưng mà chắc không tì nó vẫn bình bình thường. Trần tới qua cũng nóng gà chép hồ số 3 cực kỳ ngon luôn. Cả nhà nhé. Lục à? Lục. Ngon lắm. Ngon. Wow, chất lượng. Lại còn cái món chanh xào xả ớt nữa chứ. Ôi mâm nhỏ vậy. Con này không có xương luôn à? Lọc hết xương rồi à? Đây là thịt chăn nhé. Thịt chăn. Thì có cái lườn rồi. Chăn này bên Campuchia hả? Còn đây, Campuchia đem về. Campuchia đem về. Đây là da hả? Để mai làm mồi câu chép thôi. Úi, da này mới ngon ông này. Thôi làm ly nữa đi. Uống được sao xả à, chất lượng. Đó xả rồi nhưng mà chưa được khô nước á. Thịt mời không được nhá. Là nước như hai nước tắm. À quên, hôm nay là sinh nhật của Vĩnh Lộc Đắk Nông. À. Quên quên lý do luôn. Đây, sinh nhật của Vĩnh Lộc Đắk Nông. Đang đến không thôi. Thôi thôi. Mang nến xuống. Để cho mấy cái mũ. Rồi nha. Bật đèn lát thổi tắt lát. Hôm nay là ngày 23 tháng 12. Áp Noel rồi. Hôm nay là sinh nhật của Lộc nha. Nó vô tình là săn được con cá chép. Và hôm nay là có dân là có ít thú rừng gọi là chăn nữa, có tuyệt vời luôn. Và có một cái điểm đặc biệt nữa là hôm nay là Việt Nam đã trận bán kết lượt đi, Việt Nam gặp Thái Lan nhá, AFF Cup. Đây TV kìa, đang chương trình trước bóng đá, không biết chương trình gì nhưng gọi là chương trình trước bóng đá. Hôm nay đáng ra có thêm mấy cầu thủ nữa cơ, nhưng mà mưa, bữa nay mưa quá và mấy cầu thủ ghê nhà anh xa không tới được. Không nào cả. Về nha. Quá ngon luôn. Mình là không đông không thấy thông báo gì hết nè. Bữa nay nhìn thấy thịt. Hôm nay là đây. Cái bãi câu hồ sình voi đợt này Lộc tạm dừng. Ngày mai có kế hoạch sẽ đi săn cá chép to. Săn cá chép cụ 7-8 kg. Thì video này tạm dừng đây, hẹn gặp lại mọi người trong các video cầu cá sắp tới nhé. Xin chào mọi người.